Chỉ vì cái ly con rồng này mà hém tí là phải gọi quản lý ra để mà nói chuyện riêng rồi. Tại làm sao mà thiết kế ra một cái ly dễ thương như vậy mà không được nước cho khách để mà khách phải đứng hả mè nhé như vậy. Hiện tại thì Ngân đang có mặt ở Katina ở tại Đà Lạt nha mọi người. Hôm nay là ngày cuối rồi, khi mà uống Katina xong là Ngân với chị Maggie sẽ đi thẳng ra sân bay. Nhưng mà cái lúc mà đứng order thì Ngân với chị Maggie không có thấy ly con rồng này. Sau khi mà thanh toán tính tiền xong thì quay ra mới thấy nó. Xong rồi hai chị em cũng đinh ninh nghĩ là trời, người ta thiết kế cái ly này chắc là cũng sẽ để bán cho năm Tết này mà đúng không? Nhưng ôi no, không, hai cái ly mà Ngân nhận được là hai cái ly màu xanh bình thường. Để mà có được chiếc ly màu hồng này thì các bạn phải order size lớn, còn nếu mà các bạn order size vừa thì sẽ không có nhận được. Do là mới vừa ăn trưa xong ở khách sạn rồi cho nên là hai chị em còn quá no, nhưng mà giờ thì còn quá sớm. Nhưng mà Ngân thích cái view ở Katinat ở đây, đây là thứ hai Ngân quay trở lại. Tôi lại cố tình đặt chuyến bay trễ để mà mình có thời gian để đi ra đây nữa. Thì thôi cũng vừa ăn xong cho nên hai chị em kêu ly nhỏ, nhưng mà đâu có ngờ sự việc này nó xảy ra. Với một chiếc view đẹp và nên thơ và thiên nhiên cây cảnh như vậy mà không cho tôi cái ly con rồng để tôi check in, tôi rất là buồn. Xong rồi khi nhận nước thấy cái ly màu xanh đó, cái Ngân cũng năn nỉ nhân viên là em ơi, giờ không mấy chị bù thêm tiền để cho chị up lên cái size ly lớn để chị lấy ly con rồng được không? Thì nhân viên cũng không được chị ơi, giờ lỡ ra bill rồi. Cái xong là vì em nó dễ thương quá, cái Ngân cũng đâu có chịu bỏ cuộc, cái Ngân mới nói thôi em ơi bây giờ cứ coi như cái ly xanh của chị nó bị lủng đi, bây giờ chị muốn mua thêm hai cái ly, chị trả tiền thêm hai cái ly, trả tiền riêng hai cái ly cũng luôn không được luôn. Nói chung là không có bán được hai cái ly đó, cho nên là thôi Ngân đành bó tay đi ra tận hưởng cái view đẹp thôi được rồi, chứ giờ biết sao nữa giờ. Nhưng ở đây không chỉ có view đẹp mà mấy bạn nhân viên còn dễ thương nữa. Cũng sao mấy bạn mang ra cho Ngân với chị Maggie hai chiếc ly, dễ thương quá. Bây giờ là rất là vui vẻ đi ra sân bay luôn. Ngân giỡn khúc đầu cho gây cấn tí thôi mọi người, chứ mấy bạn nhân viên ở đây dễ thương nhiệt tình lắm. Nhưng mọi người cũng đã thấy thì thời tiết ở Đà Lạt hôm nay quá là đẹp, ánh nắng chan hòa và thời tiết cũng hơi se se lạnh, không có lạnh quá. Và lần này thì hai chị em quyết định không có check in online luôn, bởi vì đi vô xong cũng phải làm lại từ đầu nên thôi. Nên sao là sân bay Đà Lạt thì cũng chỉ có hai cửa thôi, cho nên là lần này hai chị em cũng không có sợ mà chạy sản giống như là lúc mà đi đến đây. Thời gian trôi qua nhanh thiệt sự, mới đó là đã phải quay trở lại Sài Gòn rồi. Trở lại với không khí nhộn nhịp tấp bập của thành phố thì Ngân cũng hy vọng là sớm quay trở lại Đà Lạt trong một dịp gần nhất nha. Bye.